chào mọi người. Hôm nay quay trở lại với Thiên Vũ thì hôm nay Thiên Vũ muốn mọi người cùng với anh em Thiên Vũ sẽ đi xét một bộ dạng ở An Giang, Châu Đốc, ráp danh ở Lào, Campuchia đó. Hôm nay mình sẽ đi cùng với ba anh em khác. Đây là bạn Thương, đây là bạn Thương và Bảo sẽ đi xét cái bộ SE này. Các bạn thấy phía sau không? Chắc full đồ luôn rồi. Đồ to quá, trong đó có cục súp nữa. Nó to quá. Đây. Để sử dụng hệ thống karaoke dựa trên phần mềm Q10 Pro Smart Karaoke. Chắc các bạn ai cũng biết Thiên Vũ làm về cái hệ thống karaoke này. Thì lát nữa chúng ta sẽ bắt đầu đi theo coi cuộc hành trình này, chúng ta sẽ lắp bộ dàn và với vị khách này nha, và ca thử. Thì bộ dàn này thì đang được sử dụng lo dòng SE, dòng K series 12i một cặp, và với đó chính là một cái súp rời của dòng F3, dòng supply array backup 400W và một cái main SE 2004 và micro, là micro của Việt KTV Gala V3 và KX180 và một quà khuyến mãi cho khách hàng view của dàn 40 triệu trở lên, đó chính là quản lý nguồn trị giá 2.8 triệu, đó là của CF 8 block, một hệ thống cũng khá là đầy đủ rồi. Bây giờ chúng ta chỉ còn cái nữa, đó là chính là trải nghiệm mà khi mà setup như thế nào thôi. Ok, bây giờ chúng ta hãy cùng lên hành trình cùng với phía Thiên Vũ.
rồi đến sau thân mê sông cạn lại thành dòng xuôi về ngọn quê hương. Ngày đó thấy em về buốt buông tình hôm đây mơ toàn chuyện trên mây. Này thì nó giá nó là 69 triệu 400, giá trên đã bao gồm 1 triệu phí vận chuyển và phí lắp đặt. Phí lắp đặt thì bản thân cũng lắp công thôi, bản thân 1 triệu cũng vẫn không đủ tiền xăng và chi phí đi lại dọc đường của Thiên Vũ nữa. Nhưng mà nói chung là vẫn support cho khách hàng, miễn là khách hàng vui là ok. Vẫn Thiên Vũ vẫn muốn lắp được, rất là mong muốn là mình sẽ đi được các tỉnh miền, không những ở trong Sài Gòn này mà là những cái tỉnh như là miền Nam, miền Trung, trừ miền Bắc thôi, tại vì sao quá không đủ chi phí, và miền Trung nữa đó. Thì rất là muốn mình sẽ rất là nhiều bộ vàng ở nhiều nơi vậy, để cho khách hàng có thể trải nghiệm được các âm định hướng nào đó và chuyên nghiệp hơn. Ok, các bạn đừng nhớ ủng hộ nhóm Thiên Vũ và like và subscribe channel của mình để theo dõi những video clip thực tế nhất và cũng như là những bộ vàng những thiết bị mà Thiên Vũ quay livestream sẽ khui thùng trực tiếp với những sản phẩm lạ mà đôi khi các bạn cũng chưa từng biết, không ai dùng, mà giá thành giữa cái những cái dòng phổ thông và những dòng này nó chênh lệch cũng không quá nhiều. Ok, bye, hẹn gặp lại các bạn. Giờ cũng đã khuya rồi, chắc mình cũng phải cho mắt ngủ một giấc đã. Bye bye các bạn, anh em, bye.